Nay là một ngày đầu tuần rất là đẹp trời cô chú. Trời nắng gay gắt, đẹp trời nhưng mà nắng gay gắt. Buổi sáng, bây giờ Ti sẽ dẫn bé Đốm đi hái cọ về cho các con ăn. Khi mà các bé nó có biểu hiện không tốt về đường ruột á, mình có thể đi bẻ cọ cho các con. Nhưng mà Ti không bẻ tại vì cọ này cứng lắm cô chú. Mình phải mang theo cái kéo để cắt. Đốm, đây đây, đây lên. Như đây, Đốm Đốm. Trời ơi, nó đòi đi vô trong cô chú ơi. Thôi để Ti cho nó vô trong. Mẹ, con heo này đi vô nha. Đi. Rồi.